Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kính nhớ Đức Maria dâng mình trong đền thờ. Đây là một ngày lễ mà bên giáo hội Đông Phương, giáo hội Công giáo Đông Phương cũng đã đưa vào trong lịch phục vụ từ thế kỷ thứ 6. Nhưng ở bên giáo hội Latin, tức là giáo hội Roma, mãi tới thế kỷ thứ 11 mới đưa vào trong lịch phục vụ, để cho chúng ta thấy rằng Đức Maria đóng một vai trò cộng tác vào trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu, và đồng thời cũng là một vai trò quan trọng trong hội thánh. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Anton, Giuse, Đa Minh, Maria, cũng như xin tạ ơn và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà tổ tiên theo như ý người xin. Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay lễ Đức Mẹ dâng mình vào trong đền thờ, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng này. Ai là mẹ tôi và anh em tôi? Ai thi hành ý muốn của Cha tôi đứng ngự trên trời? Người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Thưa cộng đoàn, Đức Maria trước khi sinh ra đã được ơn vô nhiễm nguyên tội. Và cái chuyện dâng Đức Mẹ vào trong đền thờ, chắc chắn đó là cái truyền thống của những người Do Thái chỉ dâng con trai đầu lòng mà thôi. Nhưng đặc biệt ông Gioa-kim và bà Anna, với một đứa con gái mà đã được nhiều hồng ân của Chúa, đã nhiều điềm thiêng để chứng tỏ rằng Đức Maria đã được ơn vô nhiễm nguyên tội khi thụ thai. Ông John Tẩy Giả, ông được ơn tha tội khi vẫn còn ở trong thai, khi mà Đức Mẹ vừa mới xin vâng truyền tin xong rồi lên thăm bà Elizabeth. Mà khi Đức Mẹ mà lên thăm bà Elizabeth, lúc bấy giờ đứa con, tức là ông John Tẩy Giả, nhảy mừng trong lòng. Đó là khi bắt đầu Chúa Giêsu đã thụ thai ở trong Đức Maria và lên. Và bây giờ ông Gioan Tẩy Giả mới được sạch tội. Còn Đức Maria ngay từ khởi đầu đã được ơn vô nhiễm nguyên tội. Cho nên cái hồng ân đó, chắc chắn sứ thần của Chúa đã dẫn đưa hai ông bà Gioan Kim và Anna đưa Đức Mẹ vào trong đền thờ.
để dâng cho Thiên Chúa. Nhưng điều ở đây chúng ta muốn nói đến, ai là anh em tôi, là mẹ tôi, là người thi hành ý của Chúa Cha. Ở đây Chúa Giêsu không nói đến, hay là không chỉ nói đến một cái tương quan gia đình huyết nhục, mà Đức Giêsu đã mở rộng ra một cái tương quan gia đình của một đời sống thiêng liêng dựa trên lời Chúa. Ai thi hành ý của Cha tôi, ai thi hành lời, đó là mẹ tôi và anh chị em tôi. Cho nên ở hôm nay chúng ta không lạ gì mà ở từng cấp giáo phận, ở gia đình giáo phận Xuân Lộc, gia đình giáo phận Hà Nội, gia đình giáo phận này, một cái gia đình nó không nói lên một cái kiểu gọi là kiểu lấy lòng, nhưng mà nói lên một cái tính thần học và cái tính kinh thánh. Tất cả chúng ta là những người con cái Chúa, dựa trên bí tích thanh tẩy, sống trên lời của Thiên Chúa, và lời đó nối kết tất cả chúng ta thành một gia đình. Và như vậy, trong cái tương quan này giữa chúng ta với Thiên Chúa, giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta trong giáo hội, giữa chúng ta với Đức Kitô và với Đức Mẹ Maria, có một mối tương quan đặc biệt, tương quan ở trong ân thánh, tương quan ở trên lời Chúa, tương quan trong cái đời sống đạo đức của chúng ta, trong một cái nối kết giữa ta với Thiên Chúa qua bí tích thánh thể, hay là nói cách khác, qua thánh lễ hàng ngày. Cho nên tại sao giáo hội khi mà nói về giáo lý, khi chúng ta phạm tội trọng, chúng ta cắt đứt mọi mối liên hệ tương quan ta với Thiên Chúa, với giáo hội và với anh chị em. Và khi đi xưng tội, chúng ta nối kết lại một cái tương quan ta với Thiên Chúa, với anh chị em, với giáo hội. Bởi vì chúng ta là một gia đình. Cho nên lời Chúa hôm nay để nhắc nhở cho chúng ta rằng một cái mối tương quan cực kỳ quan trọng, đó là tương quan ta với Đức Giêsu, là mẹ và là anh chị em của Người trong mầu nhiệm của bí tích thánh tẩy, cũng như là trong đời sống lời Chúa, ý của Chúa Cha hàng ngày của chúng ta. Xin Mẹ Maria cầu bầu nâng đỡ để mỗi ngày chúng ta giữ vững đức tin, để mỗi ngày chúng ta lắng nghe được lời của Chúa, hiểu được ý của Chúa và sống trọn vẹn ý của Chúa Cha nơi cuộc đời chúng ta.